Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 24 tháng 4 năm 2024. Các nhà nghiên cứu của các tổ chức bất vụ lợi cũng như là chính quyền Hoa Kỳ đều thấy một cái chuyện là Trung Quốc đang gia tăng nỗ lực để mà xen vào bầu cử của nước Mỹ. Họ dùng một cái phương pháp giống như người Nga đã dùng năm 2016, đó là khuynh đảo trên các trang mạng xã hội. Câu chuyện chi tiết ra sao? Đó là nội dung anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Thực ra thì ngày hôm qua tờ New York Times có đưa ra cái bài viết đó. Tựa đề là các cái cố gắng tân tiến của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng bầu cử Mỹ làm cho người ta lo ngại. Như anh Long nói, đây là cái chuyện của các cái nhà gọi là nghiên cứu phân tích họ đưa ra. Còn cho đến giờ phút này thì về mặt chính thức thì chưa có bằng chứng nào cho thấy như vậy. Trước đây độ khoảng chừng 2 tháng, bên Trung Quốc họ có nói rằng là họ không có xía vào can thiệp vào bầu cử của Mỹ. Họ hứa như thế. Đó là về phía chính phủ Mỹ, chính phủ Trung Quốc. Và chúng ta cũng biết rằng cái chuyện hứa là một chuyện, còn làm lại một chuyện khác, nó xa vời vợi. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là trên chương trình SBTN Morning có một lần, trên chương trình Xoáy tin này thì đúng hơn, có một lần chúng tôi phân tích quý vị là Trung Quốc bị đứng ở ngã ba đường, không biết là nên ủng hộ ông Biden hay là ông Donald Trump. Bởi vì đó, ông Donald Trump thì có những cái gọi là bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nó dự đoán được. Ông Biden thì không có bất ngờ, nhưng mà không bất ngờ lại không dự đoán được. Nó quái đản như thế. Thường thường chúng ta nghe nói, ô, cái người mà bình thường thì chúng ta dự đoán được, người không bình thường không dự đoán, thì trường hợp nó ngược lại. Thì có một cái điểm chung giữa ông Biden với ông Donald Trump á, là dưới thời cả hai ông là đều chống Trung Quốc, đặc biệt trong chính sách thương mại. Dưới thời ông Trump thì ban đầu là tỏ vẻ rất là thân thiện với Trung Quốc qua cái chuyện ông mời ông Tập Cận Bình đến Mar-a-Lago, nhưng mà sau đó ông ta thấy đó là ông tăng thuế nhập cảng hàng Trung Quốc vào. Và rồi Covid-19 xảy ra, ông đổ thừa là ông gọi là Kung Fu China virus gì đủ thứ hết. Và rồi thậm chí là vào cái tháng 7 nữa, tôi nhớ không lầm là tháng 7 năm 2020, ông ngoại trưởng của ông Donald Trump lúc đó là ông Mike Pompeo có một bài diễn văn ở thư viện Nixon Library ở Yorba Linda miền Nam California chúng tôi, đây nảy lửa đánh Trung Quốc tới tấp luôn. Thì khi mà ông Biden đúng ra ứng cử thì ông Trump bảo Biden mà lên là coi như nước Mỹ thuộc về Trung Quốc, ý nói Biden sẽ mềm Trung Quốc, mà ông Biden lên thì ông cũng cứng không thua gì ông Trump, thậm chí còn cứng hơn nữa. Thứ nhất là ông không bỏ cái chính sách thương mại của ông Trump mà trừng phạt Trung Quốc, mà ông còn siết Trung Quốc trong vấn đề con chip và cái chất bán dẫn nữa. Và rồi còn nghĩa là ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ nữa đó, anh nhà căng thẳng lắm. Rồi hồi tháng 11 vừa rồi, nghĩa là hai ông gặp nhau ở APEC cũng hứa hẹn tùm lum la chẳng có ra gì cả. Ngày hôm nay thì sáng ngày hôm nay Tòa Bạch Ốc cho biết là ông Trump lại vừa ông Biden vừa nói chuyện với ông Tập Cận Bình qua điện thoại. Hai bên nói về vấn đề Đài Loan, trí thông minh nhân tạo và vấn đề an ninh. Và Tòa Bạch Ốc mô tả đây là một cuộc nói chuyện thẳng thắn và đầy xây dựng, nhưng mà mình không biết hai bên nói gì trong đó. Đó. Thì đó là về bề mặt như vậy, nhưng mà bề chìm nó thì chắc chắn là theo tờ New York Times cho biết là Trung Quốc vẫn có những cái gọi là tài khoản bí mật nhắm vào các người Mỹ mà ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và quảng bá đẩy mạnh những cái thuyết âm mưu đó, để thứ nhất là gây chia rẽ trong nước Mỹ. Thứ hai là tấn công Biden trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Đó là theo các giới chức của chính phủ nói trong điều kiện ẩn danh, và các nhà nghiên cứu họ cho biết như thế. Tức là gì? Họ vẫn ngại ông Biden. Họ vẫn muốn ông Trump thắng. Tức là dẫu sao chăng nữa ông Trump, ông hung dữ như vậy nhưng mà rất là dễ neutralize, tức là rất dễ nghĩa là gọi là kềm chế. Còn ông Biden á,
hiền hậu như thế, lù khù ấy mà rất khó kiềm chế. Và chúng tôi trên chương trình FPT, xoáy tin của FPT Morning trước đây đã nói là ông Biden là ông là một chính trị gia, trên 50 năm cũng có những nguyên tắc của ông mà không thể bỏ được. Ông Biden thì ông Donald Trump thì là một thương gia, tức là ông rất thực tế, ông chẳng có quan điểm gì, quan điểm của ông là thực tế, tiền, tiền và tiền. Thành ra những cái lý tưởng, những cái gì có thể bỏ qua được hết, và cái đó dễ trị hơn là cái loại Biden. À. Và những cái tài khoản này, mặc dù có thể không phải do chính phủ Trung Quốc lập ra, không phải do chính phủ Trung Quốc khuyến khích, bởi vì Trung Quốc hứa là chúng tôi không xem bầu cử, nhưng mà nó nằm trong đất nước Trung Quốc, đất nước là độc đảng. Thế thì các anh có biết không? Chắc chắn anh biết. An ninh Trung Quốc biết hết. Thế anh có chặn lại không? Câu trả lời là không. Như vậy là cũng có đồng lõa, đúng không anh? Tôi nói vậy chính xác không? Đó. Yes. Có nghĩa là một mặt, tôi nói một lòng tôi không phá anh đâu. Tôi không phá anh đâu. Nhưng mà con tôi nó ném gạch, ném đá vào nhà anh lắm, mà tôi làm lơ. Tôi làm lơ. Anh Long bảo sao anh Dũng, anh xúi con anh là anh ném ra, tôi không ném, tôi không xúi. Mày biết anh ném không? Tôi không rõ nữa, không biết con ném không, cái này tôi không chắc. Như đó đủ rồi. Đó, vấn đề là chỗ đó thôi anh Long. À, trong một cái tổ chức nghiên cứu gọi là Institute for Strategic Dialogue của bên Mỹ, họ đi họ nghiên cứu và họ thấy rằng là có những cái nhóm người trên gốc từ Trung Quốc, những nhóm người này họ tạo ra những cái tài khoản và họ nói rằng là họ là những người gọi là ủng hộ cho ông Donald Trump, và họ giấu cái lai lịch của Trung Quốc của họ, họ nói là những người là truyền thống MAGA, từ cha đời con đời cháu gì đó, họ nói đưa ra một cái profile, đưa ra một cái sơ yếu lý lịch là như thế. Và trong những cái thông tin của những cái nhóm này mà khi họ truy tìm thì những nhóm này gốc từ bên phía Trung Quốc, và họ đưa ra những cái thông tin thứ nhất để ca ngợi ông Trump và tìm cách gọi là hạ bệ ông Joe Biden. Thì những cái nhóm này bên phía mà thuật ngữ chuyên môn họ dùng cái tên là những cái nhóm Spamouflage, Camouflage, quý vị cũng biết là ngụy trang. Thì nhóm này họ gọi những người họ trong gọi những nhóm này là Spamouflage. Thì những cái nhóm này họ bắt theo những cái nghiên cứu, thì xin ban kỹ thuật cho xem cái màn ảnh laptop của tôi. Trên màn ảnh laptop tôi là cái hình ảnh của trang giao diện của tổ chức Institute for Strategic Dialogue, chuyên môn nghiên cứu những các vấn đề nằm ở trên mạng. Và họ nói những cái nhóm mà Spamouflage là cái nhóm mà là giả bộ ngụy trang ở trên mạng để tìm kiếm cái những cái sự gây ra ảnh hưởng cho những người đi theo cái trang những trang này. Thì trong đây họ đưa ra nhiều cái vấn đề mà những cái nhóm mà nguồn gốc Trung Quốc họ đưa ra. Thí dụ quý vị thấy trên màn ảnh đây, khi mà nói về cái chuyện mà vấn đề Hồng Kông thì cái những cái nhóm này tung ra những cái thông tin bất lợi cho những người tranh đấu dân chủ cho Hồng Kông, rồi hoặc là những cái chuyện mà đây, chuyện bầu cử của Hoa Kỳ, đưa ra chuyện hình ảnh của ông Trump với ông Biden. Và đi xa hơn, những cái nhóm mà là người ta gọi là MAGA Flash Account, đó là những người mà họ ngụy tạo, họ là những nhóm người MAGA, họ dùng những cái tên của Mỹ. Đây, thí dụ đây là Liam, Republican Party American First, rồi Ben MAGA. Những cái nhóm này khi họ đi sâu vào, người ta thấy rằng những cái nhóm mà những cái người này họ mang những cái tên này đều có những cái mối liên kết với nhau. Họ tự xưng họ là những người gọi là yêu nước Mỹ, những người MAGA, rồi họ đưa ra những cái thông điệp, thí dụ như đây này, họ cũng và họ tung ra, tôi là những người có 6.000 người đi theo cái trang của tôi, và tôi làm sao mà đưa ra những cái thông tin này đến cho những người mà đi theo như thế. Thì những cái nhóm này họ liên lạc đến cái nhóm của ông Trump, và họ đưa truyền ra những cái thông tin từ cái nhóm tranh cử của ông Trump. Đây, họ đưa ra những cái thông tin mà liên quan đến ông Trump, rồi ca ngợi. Đây, thí dụ như cái hình ảnh này là rồi họ đưa ra những cái thông tin mà gọi là sai lạc về ông Biden, nói ông Biden là cái người mà gọi là ấu dâm, rồi đưa ra những người mà chỉ trích những cái lãnh tụ chính trị của bên phía đảng Dân Chủ, họ đưa ra những cái tin bịa đặt trong cái nhóm này. Đây là những cái hình ảnh mà các tổ chức nghiên cứu họ thấy là như thế. Thì họ cũng tạo ra những cái hình ảnh giả. Họ tạo ra những hình ảnh giả, những cái người là không có thật. Đây,
Cái này người này viết rằng là tôi là một người yêu nước năm nay 43 tuổi, một người rất là nhiệt thành và trung thành ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Khi đi vào những cái nhóm này thì chúng ta thấy những trang thông tin này chỉ thuần túy là ca ngợi ông Trump và đem chỉ trích ông Biden. Thì đối với các nhà về kỹ thuật khi họ điều tra về những nhóm này, thì ngoài cái chuyện mà họ tìm thấy những nhóm này đều có nguồn gốc từ bên phía Trung Quốc, và cái thủ thuật của họ đi phải nói rằng là rất là tinh vi. Thí dụ như là tôi, trên trang Facebook của tôi có một số bạn bè. Thì khi mà họ đưa thông tin mà tôi đọc một cái, thì họ dùng những cái kỹ thuật của bên trong, thì những gì tôi đọc thì tất cả các bạn bè của tôi đều thấy hết những gì của những gì tôi đọc, và từ đó gây ảnh hưởng càng lúc nó càng lan rộng. Nhóm người này họ tung ra cho 7.000 người xem, thì 7.000 người đó, bao nhiêu người là bạn bè trong cái nhóm 7.000 người đó đều đọc những cái thông tin như vậy. Thế là họ tung ra những cái tin mà gọi là mang tính chất là bóp méo, xuyên tạc cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Và chuyện này chúng ta đã từng thấy năm 2016. Bây giờ bên phía Trung Quốc họ áp dụng cái chuyện này tương tự như thế theo những cái cuộc nghiên cứu này. Còn những gì nói thêm nữa trong việc này, xin quý vị giữ băng tần SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ băng tần SPTN. Trở lại những cuộc nghiên cứu của các tổ chức về tìm ra các thông tin giả trên trang mạng. Họ tìm ra những cái nguồn gốc từ bên phía Trung Quốc, tạo ra những thông tin giả về cái chuyện bầu cử Hoa Kỳ, đặc biệt đưa ra cái hình ảnh là ca ngợi ông Donald Trump và tìm cách hạ bệ ông Biden. Và những cái nhóm này họ tạo dựng ra những cái hình ảnh giả mạo trên mạng kỹ thuật cho lại cái mảnh laptop của tôi. Đây là cái chuyện hồi nãy chúng tôi có đưa ra quý vị. Họ đưa ra có một hình ảnh nào đó và nói rằng tôi giống như là một, khi người xem tưởng là một người Mỹ yêu nước. Nhưng mà cái nội dung của họ, họ truyền đi là những nội dung chống ông Biden. Ha. Rồi những người mà liên quan đến những cái account này, họ truyền cho một vài người nào đó. Rồi những người đó, như tôi trình bày với quý vị, những người mà bạn bè của một cái account nào đó đọc những cái thông tin này, thì nó sẽ truyền hết tất cả trong cái nhóm bạn bè của người đó. Và những cái thông tin họ đưa ra đương nhiên chống chính phủ Biden. Thí dụ trong đây một cái trang của một cái người đó tên Gail Wallaston thì truyền ra những cái thông tin mà sai, và khi mà đi vào những cái thông tin chính bằng những này, đây là những cái tài khoản vừa mới được thành lập để mà làm cái nhiệm vụ thông tin giả. Cho nên khi một cái tài khoản vừa mới thành lập năm 2023 như quý vị vừa thấy, thì nó rằng là nó chỉ tạo ra trong một cái giai đoạn để phục vụ cho cái mục đích mà truyền thông tin giả mà thôi. Thì trong những chuyện này, thí dụ xin ban cũng cho xem lại những cái trang này, họ truyền nhau những cái thông tin, thí dụ họ đưa ra cái thông tin mà bất lợi cho di dân, họ phía ra những cái thông tin này để mà truyền đi, để tạo một cái không khí thù ghét di dân đúng theo như cái quan điểm của bên phía ông Donald Trump. Rồi họ cũng tung, không những là trên Facebook, họ tung trên TikTok những cái thông tin về cái chuyện mà trong cái cuộc chiến Hamas và Ukraine hiện nay, và những chính sách nào của ông Biden họ đem ra, họ nói chung là những cái nhóm này hầu như hoàn toàn là họ tạo ra với mục đích là để ca ngợi, đánh bóng ông Donald Trump. Và nguồn gốc những nhóm này đều xuất phát từ phía Trung Quốc. Và hồi nãy anh Dũng có trình bày với quý vị là bên phía Trung Quốc biết chuyện này chứ? Biết. Bên Trung Quốc là một quốc gia họ kiểm soát truyền thông mạng một cách là vô cùng chặt chẽ. Thế thì những chuyện này nó vẫn tiếp tục xảy ra. Và từ đó người ta có thể suy đoán, tôi đã dùng chữ suy đoán, là chính phủ Mỹ can, chính phủ Trung Quốc can dự gì trong những cái hành động này. Trong cái chuyện mà nói ra là bên phía Trung Quốc nghĩ rằng họ ảnh hưởng được ông Trump một cách dễ dàng hơn, thì chuyện này chúng ta có một cái ví dụ
như chuyện ông Donald Trump quay xe trong cái vụ TikTok. Trong vụ ông Donald Trump ngày trước khi mà còn gọi là tham chính, ông Donald Trump chỉ trích TikTok là đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, đòi cấm. Nhưng sau đây bây giờ ông quay xe, và khi quay xe người ta thấy đằng sau lưng đó có bóng dáng Trung Quốc hay không, chúng ta không rõ, nhưng chúng ta thấy ông tỷ phú Steve Yash là người có cổ phiếu lớn nằm trong cái công ty ByteDance, là cái công ty mẹ của TikTok. Và ông này đã gặp ông Donald Trump. Và bây giờ chúng ta lại thấy thêm là cái trang trang Truth Social của ông Donald Trump vừa mới ra thị trường chứng khoán vừa rồi cũng có bàn tay của ông tỷ phú Yash này. Thì thưa quý vị, đây là những chi tiết mà chúng ta có thể thấy rằng là điều khiển một người như ông Donald Trump đối với Trung Quốc, dùng tiền điều khiển, chuyện nó dễ dàng hơn điều với một người mang cái những cái nguyên tắc về dân chủ và những nguyên tắc về chính trị toàn cầu như ông Biden, giống như ông Biden. Vâng, và trong số những cái người mà trong những cái tài khoản đó mà họ mở ra để mà tung lên mạng đó, trong cuộc bầu cử này á, thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện là có những cái tài khoản mà trước đây đã sử dụng mà bằng tiếng Mandarin, tiếng Hoa, bây giờ cũng cái tài khoản đó sử dụng tiếng Anh. Thì tôi không biết tại sao những người này gọi là quá gọi là ấu trĩ như thế, nó lòi ra liền. Hay là người ta không kịp thay tài khoản, hay là người ta lộ ngộ ý cho thấy, hay là như thế nào, hoặc là cái tài khoản đó có thể là nhiều khi nhiều người coi quá, phát tán nó mạnh hơn, ta không dám đổi tài khoản mới. Quý vị biết, quý vị chơi internet quý vị biết đó. Ví dụ tôi lấy tên là Đỗ Dũng, tôi làm mấy năm nay tôi làm bằng tiếng Việt, nhiều người coi, mỗi lần tôi bắn ra là cả mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn người coi. Bây giờ tôi đổi qua một tên khác là Mai Phi Long thì có nhiều khi là vô có mấy ngàn, tại mới mất thời gian, nghĩa là gọi là tạo thêm khán giả. Thành ra tôi vẫn giữ cái tài khoản Đỗ Dũng, nhưng mà bây giờ tôi viết bằng tiếng Anh. À, tôi không biết bằng tiếng Việt nữa. Đó, đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là trong một cái tổ, trong một cái dự án riêng, cái tổ chức Foundation for Defense Democracy, họ phát hiện là có tới 170 cái trang nha. Trong cái trang nó có mấy ngàn tài khoản luôn trên Facebook. Họ xác định được đây là những cái trang giả, tức là những cái ID này, tài khoản trong trang này là tài khoản fake, tự tạo ra, tức là giả. Dễ biết lắm. Bây giờ ví dụ tôi tạo ra 100 tài khoản, tôi lấy tên gì cũng được hết, nhưng mà tôi không thể nào một ngày tôi vô được 100 tài khoản nó để mà tôi manage, tức là tôi điều khiển. Tại vì tài khoản nó phải sống, tức là vô phải có tương tác này, thấy không? Tôi email người này người kia, là tôi đối thoại, tôi chat với người này người kia thì nó mới gọi là có tương tác, thì nó mới sống động. Ngày tôi làm cao lắm được 10 cái, còn 90 cái tôi để trống. Mấy ngày tôi không vô được luôn. Hoặc là hôm nay tôi vô 10 cái này, ngày mai tôi vô 10 cái kia. Mà cái những nhà nghiên cứu họ biết ngay, bảo à anh này ngưng nè, coi để ý này nha, 9 ngày sau sẽ trở lại 10 cái tài khoản này. Là người ta biết ngay, là tức là đây là những tài khoản giả. Có nghĩa là tôi tạo ra 100 tài khoản nhưng tôi chỉ có quản trị được 10 cái trong một ngày thôi. Bởi vì trong 10 cái này tôi phải vô, tôi ngồi liên tục, tôi chat với người này, tôi chat với người kia, tôi nói chuyện qua lại để cho nó tương tác qua lại, cái tài khoản nó sống. Còn 90 tài khoản nó chết. Cái 10 tài khoản cuối cùng tới ngày thứ 10 tôi mới đụng tới đó, có đúng không? Đó. Thì cái tổ chức này họ phát hiện là 170 cái trang như thế. Đó. Thì khi mà tạo những tài khoản như vậy á, nó gọi là trá hình đó, thì tôi muốn để gì vô tuệ. Mà tôi chỉ cần là, thưa quý vị, một người vô cũng được nữa. Một người vô coi là đủ rồi, chỉ cần dính một con cá thôi. Thay vì mình đi câu á, mình dính được 10 con, 20 con mình khoái. Bây giờ tôi cắm nhiều cần câu. Thay vì tôi cắm một cần câu tôi được 20 con thì tôi không được. Tôi cắm 20 cần câu, mỗi cần câu chỉ cần một con tối thiểu thôi, tôi có 20 con. Đúng không? Đó là cái cách họ làm như thế. Và cái này nó y chang như là trong cuộc bầu cử năm 2016 mà người Nga họ làm. Nhưng có điều là nó khác đi, là người Trung Hoa thôi, người Trung Quốc thôi. Nhưng mà người Trung Quốc đó, thưa quý vị, tiếng Anh của họ không thể giỏi bằng người Nga. Người Nga, anh nhớ cái hồi bầu cử năm 2016, nó có một cái nhóm thanh niên Nga ở bên Moldova đó. Cái đó là một chuyện, dạ. Đó đó. Ở một nước nhỏ mà rất giỏi tiếng Anh, mà nó viết y như kiểu Mỹ. Mà Trung Quốc thì không được đạt được như thế. Thành ra người ta cũng nhìn vào cách hành văn này kia là ta biết ngay. Đó. Thì đây là cái mà người ta lo ngại thì lòng. Cái nhóm ở bên Nga hồi đó chúng tôi
theo dõi cái chuyện đó thì biết rằng là tình báo của Nga họ quy tụ lại hết tất cả các sinh viên mà học tiếng Anh ở bên Nga, họ quy tụ lại thành một cái nhóm sẵn làm một cái lò tin giả, và những người đó chỉ ngồi sáng tác những cái câu chuyện, và đương nhiên họ có những nguyên tắc của họ. Có nghĩa rằng là thí dụ có một câu chuyện nói rằng ông Dũng ngày hôm đó đến cái nhà hàng đó ăn, thì họ lấy cái câu chuyện thật sự là có chuyện ông Dũng đến nhà hàng đó thật, nhưng mà họ gắn vào cái câu chuyện khác mà nó chẳng dính dáng gì. Hai Nhưng câu chuyện thật gắn vô hai câu chuyện nó gắn vào để làm gì? Để mà lung lạc những tạo ra người câu nghe chuyện thứ ba. đó. Họ có một cái chiến thuật rõ ràng trong cái việc này. Và trở lại cái chuyện mà tại sao những người này họ quăng những cần câu. Tôi thí dụ ngày trước trong thời gian năm 2016, rất nhiều bạn bè của chúng tôi gửi chúng tôi những các thông tin trên Facebook nói cái tin này tin kia để mà chờ chống bà Clinton, là bịa ra những câu chuyện. Thì trong thời gian chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi chỉ ra cho thấy, thứ nhất, những cái trang mà gửi ra như thế phần lớn là khi chúng ta đi vào chúng ta thấy nó không có tương tác. Trang nó vừa mới lập ra, nó cũng để hình ảnh một người nào đó thật, thậm chí nó đi ăn cắp người thật, hình ảnh một người thật nào đó bỏ vào, xong rồi bên trong á, đưa ra những câu cũng post ra những cái thông tin gì đó, nhưng mà nó rất là, chúng ta biết rằng là chỉ là tạo dựng ra thôi chứ không phải là thật. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Chỉ cần một cái trang nào đó ở Việt Nam họ tạo ra thì một người nào đó ở bên Hoa Kỳ này đọc cái trang đó. Khi mà một người nào đó ở bên Mỹ đọc cái trang đó thì sao? Thì những người bạn bè trong group của cái người bên Mỹ này đều đọc hết cái thông tin đó. Có nghĩa rằng là họ chỉ cần câu một con thì họ sẽ bắt hàng chục con đến hàng trăm con, hàng ngàn con, tùy theo cái người đọc họ có bao nhiêu người bạn đi theo. Đây là cái phương pháp mà họ thực hiện năm 2016 và bây giờ họ tiếp tục thực hiện. Chỉ tiếc rằng là rất rất nhiều người sau này, hồi thời gian đầu chúng tôi để ý rằng là ủa tại sao có nhiều người rất là đại khái rằng rất là đàng hoàng, tại sao lại đi truyền bá những thông tin này, thì bây giờ hóa ra là những người nào đó họ vô tình họ xem những thông tin sai lạc này thì tự động cái thông tin đó nó truyền ra hết cho tất cả những người mà bạn bè trong cái nhóm đó. Vâng, và khi mà được hỏi về chuyện này đó, thì thưa quý vị, theo tờ New York Times đó, thì cái ông Liu Pengyu, phát ngôn viên của Tòa đại sứ Trung Quốc ở tại Washington đó, thì qua một tuyên bố ông nói như thế này. Chuyện bầu cử Mỹ là chuyện nội bộ của nước Mỹ. Trung Quốc quyết tâm là giữ vững cái nguyên tắc không can thiệp. Đó. Nói đơn giản đấy mà không có nói rõ là chúng tôi không can thiệp, mà tôi có cản những người can thiệp hay không thì không nói, nhưng với nguyên tắc của tôi không can thiệp thôi, còn những người khác can thiệp chúng tôi không đụng vào đó. Họ trả lời úp mở để chúng ta hiểu ngay, đó là cái phát ngôn viên của tòa đại sứ Mỹ ở tòa đại sứ Trung Quốc ở tại Washington trả lời với tờ New York Times. Thưa quý vị, thì một lần nữa bầu cử Mỹ nó có những cái hay và nó có những cái dở của nó, chung quy lại là cử tri tỉnh táo hay không để mà quyết định cái lá phiếu của mình. Đó là gì, những gì chúng tôi có thể gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình Xoáy Tin ngày hôm nay. Mai Phạm Đỗ Dũng chúc quý vị gia đình ngày vui khỏe. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình SBTM Morning sáng ngày mai, thứ tư 3 tháng 4 năm 2024.